Chào các bạn, thì có nhiều bạn muốn làm một cái video là cho vẹt lên vai như thế nào, cách cho vẹt lên vai, cả cái thứ hai là kiểm soát chú vẹt để vẹt không cắn vào tai chúng ta. Thì như các bạn biết là nếu để các bạn mà cho những chú vẹt lên vai như thế này thì các bạn phải huấn luyện trước cái trò bước lên tay, để khi mà chúng ta cho về chú vẹt xuống thì chúng ta không phải cầm nắm mà chúng ta sẽ cho lên tay, để lắm. Chúng ta sẽ không phải cầm nắm và chúng ta sẽ cho vẹt lên tay như vậy. Video này mình sẽ cho các bạn ở cuối cái màn hình kết thúc. Khi nào xem gần cuối video thì mình sẽ để cái video dạy vẹt bước lên tay. Thì các bạn dạy chú vẹt bước lên tay rồi thì các bạn sẽ huấn luyện bước lên vai. Thì bước lên vai đầu tiên các bạn cho như sau. Các bạn sẽ cho chú vẹt lên tay bình thường, con lên tay đó. Sau đó các bạn sẽ cho chú vẹt lên vai. Các bạn sẽ cho chú vẹt lên vai bình thường. Thì khi nó đã lên vai quen rồi thì các bạn chỉ cần là đưa chú vẹt gần vai là nó đã lên rồi. Đó. Đó, thì các bạn khi mà nó đã quen rồi thì nói chung là lên vai thì nó sẽ rất là quen và nó cắn, thường nó hay cắn những cái áo này hoặc là cổ áo này, hoặc là các bạn có những cái dây chuyền này thì nó sẽ cắn vào những cái dây chuyền đó. Thì để cho chú vẹt là lên vai nó không cắn vào những cái vị trí ví dụ như là tai chúng ta, thì khi mà nó động vào tai đấy, các bạn sẽ bảo không đó, các bạn không, thì là dần dần nó sẽ quen. Ví dụ cứ lên vai các bạn, chỗ nào nó cắn các bạn, nó không, các bạn giữ vào đầu rồi không, thế là bắt đầu nó sẽ quen và nó sẽ quen cái hành động đó. Đó, cho nên là khi mà cho vẹt bước lên vai là các bạn lên vai là các bạn sẽ phải hành động như vậy để chú vẹt không gặp vào những cái chỗ mà chúng ta cảm thấy là nó khó chịu. Hôm nay mình không mang thức ăn cho nên là mình không muốn huấn luyện cái khi mà ở trên vai mà chúng ta cho bước lên tay thì chúng ta sẽ phải làm như thế nào. Mình chỉ chia sẻ cái video là dạy vẹt lên vai mà nó không cắn vào những cái chỗ mà chúng ta không mong muốn. Chúng ta để chú vẹt không cắn. Thì bây giờ chú vẹt mắc keo đã lên vai rồi. Thế bây giờ mình sẽ cho chú vẹt pen lên nhé. Còn lên tay đây. Giỏi lắm. Đó, các bạn chỉ cần đưa tay là nó sẽ bước lên thôi. Bây giờ mình sẽ cho chú vẹt pen. Sẽ cởi xích ra chú và để cho chú vẹt pen lên nhé. Chú vẹt pen này phải xích tại vì là nó ít được ra ngoài hơn con mắc keo này. Cho nên là xích để nó đỡ hoảng. Khi mà cho ra ngoài một thời gian như này rồi thì đương nhiên là nó sẽ quen, thì mình lại cho ra ngoài được, mình lại bỏ xích được. Bây giờ mình sẽ cho lên vai nhé. Đây thì bây giờ mình sẽ cho nó lên, bước lên vai để các bạn xem nhé. Đây, chú vẹt pen của mình đây, rất là đẹp trai đây, rất là tuyệt vời. Nói chung màu đẹp lắm. Ringneck này khi mà nó đã trưởng thành rồi thì màu nó rất là đẹp. Thì là các bạn xem nó hơi khó. Nhớ nhá, là mình đã nói rồi, khi mà cho vẹt lên vai, đứng lên vai thì các bạn cũng cần phải tập. Cái thứ hai là các bạn sẽ phải tập cái trò lên tay này trước. Con lên tay. Lên, giỏi lắm. Đó, đã lên tay này rồi, xong bắt đầu các bạn mới cho lên vai. Cho lên vai đó, các bạn thấy chỉ cần đưa gần vai tới thôi là nó sẽ quen rồi. Là nó đã quen các bạn rồi. Cho nên là để chú vẹt lên vai như thế này thì các bạn phải cho nhiều thì chú vẹt mới quen. Và sau đó thì để chúng ta đưa chú vẹt trở lại cái chỗ con mắc keo cắn đúng kia đó, thì các bạn sẽ phải đưa cái tay ra để các bạn cho nó bước lên tay để nó sẽ xuống. Con lên tay. Rồi, đấy, các bạn đưa này thì nó sẽ xuống bình thường đó. Đấy, cho nên các bạn cái hành động mà để chú vẹt lên vai này và nó đứng yên thì có những chú vẹt đôi khi nó cũng đứng như thế này thôi, nó cũng không làm gì cả. Nhưng có những chú vẹt ví dụ như là dòng Ringneck hoặc là
Mình xin lỗi, dòng Electus hoặc là vẹt xám châu Phi thì là thường nó hay gặm cái tai của các bạn này, này thì khi mà gặm thì các bạn đẩn ra, các bạn đẩn ra các bạn không đấy, khi mà nó gặm các bạn lại bảo không, hoặc là các bạn sẽ hơi ngoảnh đi một cái các bạn không, chứ các bạn cũng đừng ngoảnh như này là cái mình ngoảnh như thế là nó khởi động cái tai của mình là nó sẽ lại thích gặm lên, các bạn ngoảnh một cái không, các bạn đứng ở đây đó, sau đó thì nó nếu mà các bạn bỏ ra này nó gặp thì các bạn không nó, các bạn quay đi có nghĩa là để cho nó biết là cái gì không được gắn vào cái tai của chúng ta, chúng ta sẽ phải chúng ta quay đi, nhớ là quay một lần thôi nhá đó, các bạn sẽ giữ này không đó, dần dần nó sẽ quen và khi mà nó đứng lên vai này nó ổn rồi nó sẽ quen thôi đó, các bạn đó thì ở cái việc là huấn luyện vẹt lên vai này thì các bạn nhớ là các bạn phải làm theo các cái bước mình chia sẻ đó, để khi mà nó đã đứng quen rồi thì nó sẽ chỉ đứng như thế này thôi, nó cũng chỉ đứng yên như này thôi, bởi vì nó biết là khi mà nó gặp vào tay chúng ta sẽ phản ứng, cho nên là nó sẽ đứng yên như này. Thì mình vừa chia sẻ với các bạn một video là cái phương pháp để các bạn có thể là huấn luyện một chú vẹt bước lên vai các bạn, và cái thứ hai là khi mà chúng ta bị những chú vẹt nó cặp vào những cái điểm tai hoặc là má chúng ta thì chúng ta sẽ làm như thế nào, thì mình đã chia sẻ với các bạn rồi, thì hy vọng là các bạn theo video này và các bạn sẽ có một chú vẹt lên vai như chú vẹt của mình nhé. Mình xin chào các bạn và xin cảm ơn các bạn luôn đồng hành và luôn ủng hộ video này. Thanks for watching and goodbye.